Với sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, trở thành điểm sáng trong khối các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các tiết học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật có một đặc điểm chung là không khí lớp học sôi nổi, giáo viên và học sinh thân thiện, gần gũi thông qua sự tương tác giữa thầy và trò và giữa các bạn học với nhau về nội dung bài giảng. Đây chính là phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, tích cực hóa hoạt động của học sinh để các em vừa có kiến thức, vừa phát triển các kỹ năng mà tập thể giáo viên nhà trường đang thực hiện. Mỗi khi mà đến tiết học của thầy, em cảm thấy rất là thoải mái. Thầy như là đang truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm của mình với cả học sinh, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn và giờ học cũng nhẹ nhàng hơn. Trong quá trình dạy học, tôi luôn hướng tới việc giúp các em tự học, tức là chuyển quá trình học của các em thành quá trình tự học. Bởi vì chúng tôi biết chỉ có quá trình tự học mới giúp cho các em có khả năng phát triển thật tốt và cái việc học tập là suốt đời. Với mục tiêu đề cao công tác giáo dục toàn diện, những năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua hội học hội giảng. Bản thân mỗi thầy cô giáo luôn gương mẫu nhiệt tình, thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, thì các trò chơi dân gian và giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhờ đó, các em học sinh đều thực hiện tốt mọi nội quy của nhà trường, biết nói lời hay, làm việc tốt, luôn có ý thức tôn sư trọng đạo và bài chống tệ nạn xã hội. Ở trường thì những cái hoạt động thể chất và những cái hoạt động ngoại khóa giúp chúng em phát triển toàn diện những cái kỹ năng. Với em thì niềm đam mê của em là bóng đá và thầy cô đã đầu tư cho ngôi trường này một sân chơi thể thao rất là rộng và nó sẽ giúp em giải quyết những vấn đề căng thẳng sau mỗi giờ học và thỏa mãn cái niềm đam mê của em. Ở đây các con không những được học cái kiến thức mà các con lại còn được trau dồi về những các cái kỹ năng mềm. Cho nên qua một quá trình rất ngắn mà các con đã có những cái sự thay đổi, tôi cảm nhận được con tự tin, chủ động trong mọi công việc và sống luôn luôn trong cái sự biết ơn, biết thể hiện tình yêu thương với mọi người. Tất cả các phụ huynh khi có con học ở đây cũng đều rất là tự hào và cũng luôn luôn ủng hộ nhà trường trong mọi lĩnh vực. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã thực sự trở thành một trung tâm chất lượng cao, nơi đào tạo nhiều thế hệ người con ưu tú và thành đạt của huyện Khoái Châu. Trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều bằng khen, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Giá trị cốt lõi của nhà trường là nơi ươm mầm tri thức. Vì vậy, trong nhà trường chúng tôi quan tâm đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh về phẩm chất và năng lực, nhưng cũng có những cái giải pháp để cho mỗi học sinh được phát huy những cái khả năng vượt trội của mình. Và cái điều này thì chúng tôi đã làm xuyên suốt trong 30 năm vừa qua. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để làm tốt hơn nữa, phát huy cái giá trị cốt lõi của nhà trường. Trân trọng những giá trị nhận được và phát huy truyền thống bề dày thành tích trong suốt 30 năm qua, các thế hệ giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã và đang nỗ lực từng bước hiện thực hóa hình ảnh một ngôi trường hạnh phúc. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, thầy và trò trường Nguyễn Thiện Thuật đang tích cực chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cho buổi lễ sẽ diễn ra vào đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.